Lời Phật dạy, cách lìa khổ được vui. Làm được điều này, hát cuộc đời an nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn lắm. Ai cũng cần phải nỗ lực cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Chúng ta hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận hạnh phúc như ý nha. Thứ nhất là sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ, với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở bao bọc cho ta mãi được. Chuyện phận hữu hạn, dài ngắn khác nhau. Quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá dựa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn, mà không có sự cố gắng của chính mình, thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng. Thứ hai là sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song, con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện làm việc không cần cố gắng. Tiết chế ích kỷ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Thứ ba là sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hành khiêm tốn. Đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng. Dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Dần hào quang trên đầu cũng sẽ dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo, thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều dần hào quang bao bọc. Quý nhân cũng từ đó mà ra. Thứ tư là sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình. Cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp chúng ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút gì có thể tả xiết. Đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta. Lại có thêm quý nhân nữa là bạn bè, luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta. Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng là cách để thu hút vận quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Hà cớ gì phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Thứ năm là sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng
thì nên lập tức hành động, chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. Thứ sáu là sống có khí phách. Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách, có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ, vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn có nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến, nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện, thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham. Phật dạy ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác. Tham lam không phải là bản chất của con người. Phật dạy rằng bất kể ai sinh ra như tờ giấy trắng đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì càng tham nhiều, càng mong nhiều lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng, và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế, kìm nén lòng tham, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Phật đã nói, lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham, thì tai họa dẫn đến, phúc lộc dẫn bay đi, không giữ lại được gì. Mà tham thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu: người sống thiện họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là điều thuận theo luân hồi nghiệp báo, không ai tránh được, càng không ai thay đổi được. Vì thế, Phật dạy buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính, chính là việc đầu tiên để tích đức hành thiện. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trên hết là phải biết đủ. Không tham lam, không vọng tưởng, thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí tuệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như thứ trên đời này là vô hạn, khả năng của con người là hữu hạn. Cứ níu kéo những điều không thể thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới, chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam, sống đời bình an. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ về ba điều khi người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái sân si nhiều thì càng mệt mỏi. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được ba điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo.
ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cái cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cầm cuội đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi sự xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bài cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng trong xã hội này có 2 loại người: một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai là sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng có người mới được ít là thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là 2 dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ, sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Nếu một người nào lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc, mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng, bởi vì khi ta đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống
cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán, thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm thôi rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng lại là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái, có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Bạn nên biết rằng khi bạn cả đời lao động vất vả, và khi đến tuổi về hưu, có nghĩa là bạn đã làm xong nghĩa vụ với đất nước, với gia đình và với bản thân mình. Đây là lúc bạn phải buông tất cả để niệm Phật và tu hành làm điều công đức, để tạo nhân duyên phước đức cho mình mà về với Phật. Nếu bạn còn tham và làm việc để kiếm thêm tiền, tức là bạn đã ăn hết lộc của bạn ở đời này, đời sau bạn sẽ trở thành người nghèo khổ nhất thế gian. Và cái quan trọng là khi chết, tất cả dứt đi hết, không mang được gì, mà nghiệp thì vẫn phải trả. Vậy thì còn lý do gì để bạn không buông xả? Lời Phật dạy, khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng, để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là
cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê, dật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi dật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa, tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử, không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt, và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ.
Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bảo đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, chỉ chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay. Vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh, và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua.
chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn, giải thoát, an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí." Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con. Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi, lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh
để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Đứng trước Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ cần nhẩm niệm ba nguyên tắc này sẽ cầu được ước thấy khổ nạn tất qua. Các vị Bồ Tát là những bậc được kết tinh bởi đức hạnh cao quý tuyệt vời của Đức Phật và được thánh hóa để trở thành nhu cầu của quần chúng. Nếu như Bồ Tát Văn Thù là hình tượng biểu trưng được thánh hóa về khao khát trí tuệ,
tri thức mà con người gửi gắm, thì Bồ Tát Quán Thế Âm là hình ảnh được con người thánh hóa để làm chỗ nương tựa cho tâm hồn của chúng sinh. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mang tới tình thương và sự che chở bảo hộ, một bàn tay hiền từ tươi mát tưới tẩm cảm thông và xoa dịu nỗi đau thương tan tóc trong cuộc sống của nhân loại. Quán Thế Âm tiếng Phạn gọi là Avalokiteshvara, nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe âm thanh đau khổ của thế gian, kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài lắng nghe âm thanh một cách tự tại mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ. Nơi nào, lúc nào trong vũ trụ có tiếng chúng sinh đau khổ kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại. Cho nên Ngài cũng có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại. Nói cách khác, Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho nhân loại cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Hình ảnh Phật Quán Thế Âm luôn hiền từ, nhân hậu, nhắc nhở con người luôn biết sống hướng thiện và từ bi. Ở Phật Quán Âm, ta luôn thấy hiện lên gương mặt bình thản, an nhiên, không bị những muộn phiền của cuộc sống làm âu lo. Dân gian có câu Quán Âm hộ mệnh. Nhiều người nghĩ đến việc khấn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Việc mọi người cúi đầu khấn cầu trước Quán Thế Âm Bồ Tát chính là mong muốn được Ngài ban cho sự an nhiên, tự tại, tai qua, nạn khỏi, mạnh khỏe, gia đình ấm no, hạnh phúc. Đó là lý do mỗi khi chúng sinh gặp nạn thường niệm danh hiệu của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát để được cứu độ và giải thoát khỏi khủng cảnh. Thế nhưng, không phải cứ đứng trước Quán Thế Âm nói hết ra những nguyện vọng của bản thân là sẽ được Ngài chứng giám và phù hộ độ trì thành sự thật. Nếu chúng ta thực sự muốn giải trừ nghiệp chướng, được phước báo, thì chỉ giải lại Bồ Tát thôi chưa đủ. Bản thân chúng ta tốt nhất phải tuân theo những nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm dưới đây. Có như vậy, chúng ta mới có thể nhận được sự gia trì của Ngài. Nguyên tắc thứ nhất, những gì bạn cầu xin phải phù hợp với nhân quả. Hầu hết mọi người đi chùa, lễ Phật Bà, Quán Âm Bồ Tát đều là do có việc cầu xin Bồ Tát. Chúng ta có thể cầu Bồ Tát, nhưng không được cầu những điều trái với luật nhân quả. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên bạn cần ghi nhớ khi khấn niệm trước Quán Thế Âm, để những điều bản thân mong cầu có thể linh nghiệm. Đây là lý do tại sao một số người dù có chăm chỉ quỳ lại trước Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng không có tác dụng gì. Đạo Phật thường nói, trồng nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Chư thần Phật Bồ Tát tuy có thần thông quảng đại nhưng cũng không thể thay đổi nhân quả. Nếu điều bạn cầu xin các ngài đi ngược lại với luật nhân quả thì Đức Phật cũng không thể giúp được bạn. Đức Phật không thể ban phước hay giáng quả cho bất cứ cá nhân nào, mà Ngài chỉ là một bậc thầy chỉ đường. Ngài chỉ ra con đường chính pháp, đúng đắn, con đường mà Ngài đã tự mình chứng ngộ, để mỗi người khi thực hành theo lời Ngài dạy mỗi ngày bớt đi tham, sân, si, đau thương, sầu muộn. Theo lời Phật dạy, nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải là hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tại nơi mình. Vì mãi chạy theo vật chất, không hiểu rõ luật nhân quả, không học sống yêu thương, do đó phải chìm nổi trong biển khổ luân hồi, sinh vào nơi bần cùng hạ tiện, chịu biết bao gian nan, nghèo cùng khốn khó. Ở đời dù giàu hay nghèo, khùng hay dại, ai cũng muốn mình được đầy đủ vật chất lẫn tinh thần, đầm ấm hạnh phúc. Thế nhưng muốn có quả nhưng lại chẳng muốn gieo nhân,
hoặc gieo nhân mà cứ muốn hái quả lành. Đừng trách sao tìm hạnh phúc mãi không thấy, chỉ thấy toàn khổ đau. Khổ quá thì nghe ai nói chỗ nào cầu xin thiên liên sẽ ăn nên làm ra, rồi chạy đến để cầu khẩn, mà không biết được rằng muốn giàu sang thì phải gieo nhân bố thí, cho đi mà chẳng mong cầu. Những quả thiện lành không thể cầu mà có được, chúng ta phải gieo nhân tốt mới có được quả tốt. Chúng ta nên hiểu rõ hậu quả của các thói quen và hành động tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp, kết thúc các nguyên nhân tiêu cực này, các tình trạng đau khổ vô hình hay cụ thể sẽ tự nhiên biến mất. Cho nên, khi khấn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải suy niệm trong tâm vấn đề mình đang cầu xin Bồ Tát có phù hợp với nhân quả hay không. Nếu bạn là người kinh doanh, người buôn bán thịt, bạn đến cầu chùa xin Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho việc kinh doanh của mình ngày càng ăn nên làm ra, tiền giàu như nước, Bồ Tát có thể giúp bạn như thế nào đây? Nếu Ngài thỏa mãn nguyện vọng của bạn thì sẽ làm tổn thương nhiều chúng sinh hơn. Đương nhiên, những điều đó Bồ Tát sẽ không giúp bạn. Người lười biếng, không chăm chỉ làm việc, không nỗ lực học hành, chạy đến xin Bồ Tát cho mình phát tài, thành công, thi cử đỗ đạt, ghi tên vào bảng vàng, đây rõ ràng là những điều trái với nhân quả, dù bạn có cầu xin Bồ Tát cũng vô ích. Ai cũng cầu cho an khang, sung túc, yên lành, nhưng lại buôn gian bán lận, buông hàng giả, hàng nhái, buông thuốc giả, thức ăn kém an toàn, uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông, gây gỗ, đánh nhau, thì sao thân lành tâm an được? Con người đang cầu an cho chính mình, nhưng lại đem bất an cho người khác. Vậy, có hợp lý không? Có được Phật Thánh phù hộ hay không? Cuộc sống sẽ chẳng tươi đẹp nếu chúng ta chỉ có những ước muốn thuần túy mà không có những hành động thiết thực. Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ nhân quả luôn được Phật giáo đề cao và răn dạy mọi người phải nghe theo. Nguyên tắc thứ hai, những việc bạn làm đều phải hợp nhân quả. Khi đứng trước Phật Bà Quán Âm Bồ Tát, chúng ta phải luôn quán chiếu lại hành vi của mình, nhớ lại xem mình có làm điều gì vi phạm nhân quả hay không. Đây chính là điều thứ hai cần ghi nhớ trong nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói bậy, nói tục, nói dối, nói lời ác khẩu, làm tổn thương người khác, thì dù bạn có cầu xin Bồ Tát gia trì cũng vô ích, bởi vì nhân ác chắc chắn sẽ mang lại quả ác. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng chỉ là tác duyên cho chúng ta. Còn việc chúng ta cầu nguyện có linh ứng hay không còn phụ thuộc vào phước báo của mình ra sao. Chúng ta không thể đòi hỏi cái gì vượt quá phước báo của mình được. Muốn có phước báo để có thể cầu được ước thấy, ta phải tích lũy đầy đủ từ các thiện căn của bản thân ta. Trong kinh Đức Phật nói rằng chuyện chư thiên chư thần hộ trì là có thật, nhưng các ngài hộ trì theo duyên phước của chúng sinh. Nếu bản thân người đó vô phước thì cũng sẽ không có ai hộ trì. Thí dụ như những người ăn xin ăn mài, ai nhìn thấy cũng bố thí cho, nhưng cũng có những người ăn xin ăn mài, ai nhìn thấy cũng ghét và không muốn cho. Đó là do phước báo của người ăn xin. Cho nên trước khi chúng ta muốn cầu nguyện cái gì, chúng ta nên tích lũy phước báo và chuẩn bị cho các duyên được đầy đủ. Cách đơn giản nhất chính là chăm hành thiện tích đức, kết thiện nhân, ác sẽ gặp thiện quả, phước báo ngày càng sâu dày. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể cho chúng ta quá phước báo của các ngài. Các ngài có thể ứng phước trước cho chúng ta, giống như cho chúng ta dây trước,
Nhưng đó là khi các ngài nhìn thấy khả năng hoàn trả được phước của chúng ta, tức là chúng ta phải tu tập tinh tấn, giữ giới làm phước để được hưởng đúng số phước, đúng như các ngài đã ấn trước. Khi phước báo đầy đủ, thì các việc sở cầu của chúng ta sẽ tự nhiên được linh ứng. Còn nếu mình thực sự không có phước báo hay thiện căn, thì cầu mỏi miệng cũng không được. Đó là lý do có những người chuyên đi khấn thuê, kêu thay, lại đỡ. Họ khấn rất hay, rất giỏi, nhưng họ vẫn rất khổ và nghèo. Cho nên, chúng ta thấy việc thành tựu cầu nguyện không phải do khấn hay khấn giỏi, mà do phúc báo của chúng ta đến đâu thì chúng ta hưởng đến đó. Trong cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên viết: Quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Câu này có ý rằng quả phúc của một người đều không có cửa, mà là do bản thân người ấy tự gây ra. Làm ác thì gặp quả, làm lành thì được phúc. Sự báo ứng như hình đi với bóng, không sai một điểm. Khổng Tử cũng giảng: Hoạch tội du thiên vô sở đạo giả. Ý nói là phạm tội với trời thì không cách nào xoay chuyển được. Chúng ta tạo nghiệp lành hay dữ, hạt giống lành dữ ấy không bao giờ bị mất. Khi hội đủ nhân duyên, ta sẽ thọ nhận tất cả quả khổ vui do mình gây ra. Cho nên, khi bạn đến chùa cầu xin Bồ Tát, bạn phải cầu những điều có lợi cho tất cả chúng sinh nhiều hơn, cầu nguyện cho cha mẹ. Đừng luôn nghĩ đến việc thăng tiến và làm giàu cho bản thân. Khi cúi đầu khấn cầu dưới chân Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy cố gắng đừng mưu cầu hạnh phúc cho mình, mà mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, mạnh khỏe và bình an. Cầu mong cho tất cả chúng sinh kết nhiều nghiệp thiện, tạo được nghiệp lành, cầu được ước thấy. Vì khi bạn đứng trước Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, xin lòng từ bi, cầu phúc cho người khác, bạn sẽ dễ dàng nhận được về phước báo và may mắn nhiều hơn. Nguyên tắc thứ ba, bạn phải tin vào luật nhân quả. Nhân quả trong Đạo Phật dạy giúp ta sống phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương người khác. Đã tin theo Đạo Phật thì phải tin nhân quả. Làm nhiều việc thiện, ít làm điều ác. Chỉ khi gieo nhân lành, tạo duyên cho Bồ Tát thì may mắn mới được tìm đến. Sự hợp lý trật tự, ý nghĩa của một cuộc đời là do nhận thức được và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả. Vốn dĩ Phật Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lại Ngài. Đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật. Và nếu bạn không tin vào nhân quả, không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành, thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Theo quy luật muôn đời, nhân quả không tự trói người trong bất hạnh hay nhấn chìm người trong khổ đau, mà tất cả phụ thuộc vào cách sống, cách cư xử và hành động của chính mình. Cũng có nhiều Phật tử ăn chay, niệm Phật cúng dường, bố thí, làm phước mà vẫn thường gặp những chuyện không may, rồi cũng đôi ba lần nghi ngờ luật nhân quả. Nhưng theo Đạo Phật dạy, nhân quả tồn tại cả ở ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nên khi gieo nhân bố thí, cúng dường tu hành mà vẫn gặp khổ nạn là do những kiếp trước làm ác, nên giờ mới trổ quả mà thôi. Ác giả thì ác báo, thiện giả thì thiện báo. Đây là điều không thể khác được.
Người tin và làm theo nhân quả ắt sẽ được gia trì phước lành. Người không tin vào nhân quả thường có thái độ yếu đuối, thấp hèn, luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an. Họ thường tin vào những khả năng siêu hình hoặc tha lực, mang tư tưởng cầu nguyện, giáng sinh, sống ỷ lại vào người khác, dễ dẫn đến mê tín dị đoan, không tin sâu nhân quả, do đó không nhìn thấy được lẽ thật nên luôn sống trong đau khổ lầm mê. Còn ai hiểu và tin sâu nhân quả thì sẽ sống một đời bình yên hạnh phúc trong trạng thái an lành tự tại, luôn sống có trách nhiệm đối với mọi hành vi xuất phát từ thân miệng ý của chính mình. Người đã tin sâu nhân quả thì biết rõ rằng làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau là một quy luật tất yếu. Và lẽ đương nhiên, ai có lòng tin sâu như vậy thì sẽ sống không ỷ lại, không cầu cạnh gian sinh, không chạy trốn trách nhiệm, dám làm dám chịu, không đổ thừa cho ai. Khi tin vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời, giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho người, theo đúng phương châm tốt đạo, đẹp đời của giáo lý nhà Phật. Đã tin Phật thì phải tin luật nhân quả. Người tin vào nhân quả cũng chính là một trong ba kiểu người được Bồ Tát quý nhất. Vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng được mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta, chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. Những người thường gieo nhân tốt có thể gặt quả tốt mà không cầu Phật. Còn người thường gieo nhân xấu, dù có quỳ bái lại Phật cả đời cũng không gặt hái được quả tốt. Phẩm niệm Satipatthaya. Một La Mã. Kinh Chánh Niệm Tỉnh Giác. Sati Sampajanya Sutta. 81. Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các tỷ kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tam quý đi đến hủy diệt. Khi tam quý không có, này các tỷ kheo, với người thiếu tam quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tam quý đi đến hủy diệt, vân vân, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người có chánh niệm tỉnh giác, tam quý đi đến đầy đủ. Khi tam quý có mặt, này các tỷ kheo, với người đầy đủ tam quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, thời nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, vân vân, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Hai La Mã. Kinh Tôn Giả Puniya. Puniya Sutta. 82. Rồi Tôn Giả Puniya đi đến Thế Tôn,
Sau khi đến, Vân Vân ngồi xuống một bên, tôn giả Puniya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Như Lai thuyết pháp, có khi Như Lai không thuyết pháp. Này Puniya, tỷ kheo có lòng tin, không đi đến ý kiến, Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào tỷ kheo có lòng tin và đi đến ý kiến, như vậy Như Lai có thuyết pháp. Này Puniya, tỷ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến nhưng không có cung kính, vân vân, có cung kính nhưng không hỏi, vân vân, có hỏi nhưng không lắng tai nghe pháp, vân vân, có lắng tai nghe pháp nhưng nghe pháp không có thọ trì, vân vân, nghe pháp có thọ trì nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì, vân vân, có suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì, sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp, Như Lai không thuyết pháp. Khi nào, này Puniya, tỷ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, có cung kính, có hỏi, có lắng tai nghe pháp, có thọ trì pháp, có suy tư đến ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, như vậy Như Lai có thuyết pháp. Thành tựu những pháp này, này Puniya, nhất định Như Lai thuyết pháp. Ba La Mã Kinh Cội Rễ Của Sự Phật Mulaka Sutta 83. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi, thưa hiện giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản, tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi, tất cả pháp lấy gì làm tập khởi, tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ, tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng, tất cả pháp lấy gì làm tối thượng, tất cả pháp lấy gì làm lõi cây. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau, thưa hiện giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản, tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi, tất cả pháp lấy gì làm tập khởi, tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ, tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng, tất cả pháp lấy gì làm tối thượng, tất cả pháp lấy gì làm lõi cây. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời như sau. Này chư hiền, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Bốn La Mã Kinh Ăn Trộm Chora Sutta 84. Thành tựu tám chi phần. Này các tỷ kheo, người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu dài. Thế nào là tám? Đập người không đập, lấy trộm không để lại cái gì, giết nữ nhân, hiếp dâm thiếu nữ, xâm phạm người xuất gia, xâm phạm ngân khố của vua, làm việc quá gần nhà và không khéo cất giấu. Thành tựu tám chi phần này, này các tỷ kheo, người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu dài. Thành tựu tám chi phần này, này các tỷ kheo, người ăn trộm lớn không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được lâu dài. Thế nào là tám? Không đập người không đập, lấy trộm có để lại cái gì, không giết nữ nhân, không hiếp dâm thiếu nữ, không xâm phạm người xuất gia, không xâm phạm ngân khố của vua, không làm việc quá gần nhà và khéo léo cất giấu.
thành tựu tám chi phần này, này các tỷ kheo, một người ăn trộm lớn không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được lâu dài. Năm La Mã. Kinh Vị Sa Môn Samana Sutta 85. Sa Môn, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bà La Môn, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc chánh trí, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Dược sư, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc ly cấu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc vô cấu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc có trí, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc giải thoát, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sa môn đạt được gì? Phạm chí thành mãn gì? Bậc chánh trí đạt gì? Bậc dược sư vô thượng? Bậc ly cấu đạt gì? Bậc vô cấu thanh tịnh? Bậc trí đạt được gì? Bậc giải thoát vô thượng? Trong chiến trận ta thắng, giải thoát khỏi triền phược, voi tối thượng nhiếp phục, ta vô học tịch tịnh. Sáu La Mã. Kinh Danh Vọng Yasa Sutta 86. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với chúng tỷ kheo, đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Icha Nangala. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Icha Nangala, tại khu rừng Icha Nangala. Các Bà La Môn gia chủ trú ở Icha Nangala được nghe Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đã đến Icha Nangala, trú ở Icha Nangala, tại khu rừng Icha Nangala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, vân vân. Lành thay, nếu được yết kiến một bậc A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ, sau khi đêm ấy đã mãn, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến Icha Nangala. Sau khi đến, đứng tại ngoài cổng nói lớn tiếng làm ồn ào. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Nagita: Này Nagita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những người hàng cá với đống cá lớn? Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Bà La Môn gia chủ ở Icha Nangala đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, cúng dường Thế Tôn và chúng tăng. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, phiển ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thủy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận, thiện thệ hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các Bà La Môn gia chủ ở thị trấn và quốc độ ấy cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài. Ví như trời mưa nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các Bà La Môn gia chủ ở tại thị trấn và quốc độ ấy cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do vị giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, phiển ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không khó khăn,
tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Này Nagita, một số chư thiên tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Này Nagita, khi nào các ông họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng, thời ta suy nghĩ như sau: thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc này. Còn ta đã tìm được không có phí sức, an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Cho nên các tôn giả của ta mới họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng. Này Nagita, khi nào ta thấy các tỷ kheo chơi giỡn, lấy ngón tay đâm thọc nhau? Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta đã tìm được vân vân chánh giác lạc. Cho nên các tôn giả của ta mới chơi giỡn, lấy ngón tay đâm thọc nhau. Ở đây, này Nagita, khi thấy các tỷ kheo sau khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ, khi ấy, này Nagita, ta suy nghĩ như sau: thật sự các tôn giả này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức sự an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức sự an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Vì rằng các tôn giả này sau khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ. Ở đây, này Nagita, ta thấy một tỷ kheo trú ở cuối làng, đang ngồi thiền định. Này Nagita, rồi ta suy nghĩ: nay người giữ khu vườn sẽ đến quấy rầy, hay một sa di sẽ làm vị ấy từ bỏ thiền định. Do vậy, này Nagita, ta không hoan hỷ tỷ kheo ấy trú ở cuối làng. Ở đây, này Nagita, ta thấy một tỷ kheo trú ở rừng, đang ngồi ngủ gục ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay tôn giả này khi đoạn trừ được buồn ngủ và mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ với tỷ kheo ấy sống ở trong rừng. Ở đây, này Nagita, ta thấy một tỷ kheo sống ở rừng, đang ngồi không thiền định ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay vị tôn giả này sẽ định tĩnh tâm chưa được thiền định và sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ với tỷ kheo ấy sống ở trong rừng. Ở đây, này Nagita, ta thấy một tỷ kheo ngồi thiền định ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay tôn giả này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát? Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ với tỷ kheo sống ở trong rừng. Khi nào, này Nagita, ta đi trên đường, không thấy một ai ở phía trước hay ở phía sau. Này Nagita, khi ấy ta cảm thấy an ổn cho đến vấn đề đại tiểu tiện. Bảy La Mã Kinh Lật Úp Bình Bát Bhatani Kusana Sutta 87. Này các tỷ kheo, nếu muốn chúng tăng có thể lật úp bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỷ kheo, cố gắng đem lại bất lợi cho các tỷ kheo, cố gắng đuổi các tỷ kheo không cho trú ở, mắng nhiếc chỉ trích các tỷ kheo, làm ly gián giữa các tỷ kheo, hủy bán Phật, hủy bán pháp, hủy bán tăng. Này các tỷ kheo, nếu muốn chúng tăng có thể lật úp bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. Này các tỷ kheo, nếu muốn chúng tăng có thể lật ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này,
thế nào là tám. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỷ kheo, không cố gắng đem lại bất lợi cho các tỷ kheo, không cố gắng đuổi các tỷ kheo không cho trú ở, không mắng nhiếc chỉ trích các tỷ kheo, không làm ly gián giữa các tỷ kheo, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Này các tỷ kheo, nếu muốn, chúng tăng có thể lật ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. Tám La Mã Kinh nói lời phản đối. Appasada Bhave Daniya Sutta 88. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo muốn, có thể nói lời phản đối. Thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ không xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo muốn, có thể nói lời phản đối. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo muốn, có thể nói lời tùy thuận. Thế nào là tám? Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, không làm ly gián giữa các gia chủ, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo muốn, có thể nói lời tùy thuận. Chính là mã Kinh Yết Ma Buộc Tội Patisaraniya Sutta 89. Đối với tỷ kheo thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể làm yết ma buộc tội. Thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán chúng tăng, không thực hiện Sacchapeti, lời hứa đúng pháp với các gia chủ. Đối với tỷ kheo thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể làm yết ma buộc tội. Đối với tỷ kheo thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể giải tỏa yết ma buộc tội. Thế nào là tám? Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, không cố gắng ly gián giữa các gia chủ, không hủy bán Phật, không hủy bán Pháp, không hủy bán chúng tăng, thực hiện lời hứa đúng pháp với các gia chủ. Đối với tỷ kheo thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể giải tỏa yết ma buộc tội. 10 La Mã Kinh Hành Xử Đúng Pháp Sammavatana Sutta 90. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo đã bị hành xử tìm tội yết ma, cần phải chân chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp, không cho phép truyền đại giới, không cho vị ấy y chỉ, không cho sa di hầu hạ, không cho phép được nói gì với tỷ kheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới các tỷ kheo ni, không được hưởng các quyết định của tăng chúng, không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo đã bị hành xử tìm tội yết ma, cần phải chân chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp này. 91 đến 116. Rồi nữ cư sĩ Bosa, vân vân, Sirima, vân vân, Paduma, vân vân, Sutana, vân vân, Manusa, vân vân, Uttara, vân vân, Mutta, vân vân, Khema, vân vân, Ruchi, vân vân, Chundi, vân vân, Bimbi, vân vân, Sumana, vân vân, Malika, vân vân, Tissa, vân vân, mẹ của Tissa, vân vân, Sona, vân vân, mẹ của Sona, vân vân, Kana, vân vân, mẹ của Kana, vân vân, Uttara, mẹ của Nanda, vân vân,
Visakha, mẹ của Migara, vân vân, nữ cư sĩ Khusutara, vân vân, nữ cư sĩ Samavati, vân vân, Subhavasa, thiếu nữ Koliya, vân vân, nữ cư sĩ Supiya, vân vân, nữ gia chủ mẹ của Nakula, vân vân. 117. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 118. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc không có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc không có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 119. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các loại ngoại sắc. Chú tâm đến suy tưởng, sắc là tịnh. Vừa khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những khác biệt, với suy tư hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vừa khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, với suy tư thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vừa khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vừa khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vừa khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 120-146. Này các tỷ kheo, muốn liễu tri tham ái, vân vân, muốn tận diệt tham ái, vân vân, muốn đoạn tận tham ái, vân vân, muốn trừ diệt tham ái, vân vân, muốn hủy diệt tham ái, vân vân, muốn ly tham tham ái, vân vân, muốn đoạn diệt tham ái, vân vân, muốn trừ khử tham ái, vân vân, muốn từ bỏ tham ái, vân vân. Tám pháp này cần phải tu tập. 187-626. Này các tỷ kheo, muốn thắng tri sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, giả dối, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, sang lẫn,
vân vân, lừa đảo, vân vân, mang trá, vân vân, ngoan cố, vân vân, bồng bột hung hăng, vân vân, mạng, vân vân, tăng thượng mạng, vân vân, đắm say, vân vân, phóng dật, vân vân, muốn liễu tri, vân vân, muốn diệt tận, vân vân, muốn đoạn tận, vân vân, muốn trừ diệt, vân vân, muốn hủy diệt, vân vân, muốn ly tham, vân vân, muốn đoạn diệt, vân vân, muốn trừ khử, vân vân, muốn xóa bỏ phóng dật, vân vân. Tám pháp này cần phải tu tập.